Xin chào, đây là sản phẩm mặt nạ mới nhất của Murad với một sức mạnh đặc biệt, đó là kích thích đến 400% độ ẩm và đem lại một làn da thanh xuân trong tích tắc. Đây ắt hẳn là điều mà chúng ta đều không muốn cho làn da của mình. Và bây giờ hãy cùng thử trải nghiệm hiệu quả của sản phẩm này như thế nào nhé. Đây là hệ thống mặt nạ bao gồm hai bước riêng biệt. Với lượng axit glycolic đã được tẩm sẵn trong tăm bông sẽ nhẹ nhàng loại bỏ những lớp da khô sạm, đem lại một làn da được sáng mịn. Đây cũng là bước mở đường cho toàn bộ tinh chất của mặt nạ thẩm thấu vào da một cách trọn vẹn nhất. Cảm giác khi đắp thật là mát lạnh và thư giãn. Sau khi đắp xong, làn da đã được thay đổi hoàn toàn, bề mặt da được sáng mịn và căng tràn sức sống.